Hello, mến chào anh em. Mến chúc anh em cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân và thành công trên mọi lĩnh vực. Ngày hôm nay em review cho anh em mình xem một con xe cúp 50 đèn tròn ha. Cúp 50 đèn tròn đời 1996, cúp trắng nha. Xe nó rất là chất, rất là đẹp để anh em mình đi cà phê, cà pháo. Trưng bày ha, là các em đi học ha. Anh em mà có nhu cầu sở hữu con xe này thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại của em là 0979 396 007 ha. Em có Zalo ha. Em sẽ gửi hình chi tiết cho anh em mình xem cặn kẽ hơn nữa để anh em mình quyết định có nên sưu tầm con xe này về chơi hay không. Đó, anh em mình cứ mạnh dạn nhắn tin cho em ha. Chứ con xe này nó khá là đẹp. Đó, anh em mình giá thì cũng rất là ok. Đó, giá cũng rất là ok, chỉ có ba mấy triệu thôi là anh em mình có một con xe để cà phê cà pháo thư giãn những phút giây làm việc mệt mỏi. Đó. Anh em xem kênh vui lòng cho em lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ anh em ha. Anh em cũng cảm ơn anh em rất nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ bên em trong suốt thời gian qua. Rất là cảm ơn anh em. Mặc dù cái video clip của bên em nó không được xuất sắc, nó không được nổi bật ghi chân cho lắm, nhưng mà anh em vẫn luôn xem và vẫn luôn ủng hộ kênh của em đó. Trong suốt thời gian qua em cũng rất là cảm ơn anh em rất nhiều. Xe 50 cấp trắng này rất là ít ha, chung nó rất ít. Em cũng còn một con xe cọp nữa. Nói chung là giá nó cũng gần gấp đôi con xe này. Nó cọp, nói chung là xuất sắc, cặp vỏ theo xe luôn. Đó. Giá nó hơi cao một chút. Đó, anh em mà có quan tâm thì alo em. Ha. Trên kênh của em cũng còn rất là nhiều dòng xe để anh em mình xem tham khảo. Đó, anh em mình cứ xem tham khảo ưng những cái dòng xe nào thì cứ alo em hoặc là nhắn tin cho em qua Zalo 0979 396 007. Nhiều khi anh em nhắn tin cho SMS á. Nói chung nhắn tin SMS em cũng ngại trả lời lắm. Những cái dòng xe nội địa Nhật này em cũng ngại trả lời. Đó. Nên anh em mình cứ nhắn qua Zalo hoặc là Messenger. Đó. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mến chúc anh em sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại anh em mình những cái video sau.